sao con? Ai cho xích chết sợ đâu quen, chưa sợ đâu quen. Đi qua ba chạy ổng đây, ổng cho con hiểu đi. Ăn đi, ăn hết. Ăn không hết muốn gì vậy? Đó, cho múc về luôn kìa. Hả, cô cho múc về luôn kìa. Không có, tao múc hộp về. Con xin. Con xin. Nhà có ai lấy được nữa. Trời ơi, ai mà là người vừa ấy không có đây chơi. Tối nay chắc mình qua chuồng. Đây là con mấy cái giá. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Đây là nhà bên nội của anh Tèo nha. Thầy Tiết Nhung nè. Bà con. Đây là anh Tèo nè. Cô nè. Thịt kho trứng. Trời, nguyên nồi luôn. Đúng là màu này lắm mà miền Tây nó nấu nè. Đúng là miền Tây. Đúng là miền Tây đó. Dạ. Đã chưa? Trời ơi. Canh chua cá chốt ở nhà nè. Đậu quay xào. Canh chua cá chốt. Trời, mấy món này món dữ không á cô ạ. Đơn giản thôi nhưng mà ngon. Dạ, miền Tây mình. Con cũng miền Tây, con nhìn thấy là con biết. Dạ, con Bến Tre cô. Dạ, dạ. Số nhà 1C. Số nhà 191C á. 91C. Thì cánh cần nước vậy đó. Ừ. Cái gì? Đúng rồi, nữ công gia chánh thiệt luôn á. Công là chánh. Con đi ăn ba gì chứ? Ba con ăn chay nè. Chị Linh gọi cho em. Thế nào mà chị Linh về giữa. Nhung ơi, Nhung. Thế nào à, anh đưa lên là người ta cũng nói cái tay của Nhung bới cơm thấy cưng nè. Đâu có like đâu, anh quay thôi mà. Trời, cái gì nhúc. em không biết luôn á. Xin cảm ơn. Đây là bàn cơm gia đình của quý vị. Và chị đang bới cơm cho mọi người. Còn những Quỳnh đang ngồi chờ mình bới. Nè, để quay gần lại cái tay Nhung với cơm nè. Kiểu như không ai ngồi hết trơn rồi, có mình mà ngồi. Có mình ngồi kia, mấy đứa ngồi kia. Qua đây, qua đây, nhỏ quần đâu. Để ra lấy quần là có điện thoại, đã ai gọi thì sao không? Hai đứa ngồi gần ba. Ba lâu rồi. Từ từ, từ từ. Thôi, mà ngồi dành ổn định thôi. Ủa gì vậy? Con đâu có chỉ để lấy rồi nha cô. Rồi, có hai đứa nhỏ rồi. Ba con me đi kìa, quá trời vậy. Nó thiệt ra là đi đâu ai cũng cùng tên với mình, trong ra kêu mình giật mình hoài à. Hello anh nghe rồi. Cái muỗng không được, cái bộ phải đợi người lớn vào ăn cơm. Rồi em mời cả nhà ăn cơm nha. Dạ. Không mời mấy cô ăn cơm ạ. Dạ. Hai đứa lại gần. Nè, đứa ngồi gần. Hai đứa ngồi gần nhỏ đi. Dạ. Cái còn trang điểm trang ơi. Đây là chị tới giờ cho Quỳnh. Ủa, chị Diễm Quỳnh, hai bạn này, bạn nào tinh trí? Đó, vậy mà nãy chị rầy em, tưởng là chị rầy em hết hồn. Anh, có bạn tên Trí, nãy chị Diễm Quỳnh với rầy, em tưởng là rầy em hết hồn. Rồi, vô cơm. Rồi, dạ. Để con
Thế được cả nhà. Mình lại gặp nhau. Thì em mới ăn uống lo xay được xong. Ồ. Chỉ còn có 5% hết bệnh nhân đó. Cho nó sạch đi. Ủa, em hết bệnh hả? Cần Đức trong chị Ba đang ở đâu lên phía trước tòa nhà để gặp chị Ba. Cũng mới tới vừa xong luôn cả nhà. Không chị Ba. Đây thì khu vực này này có cái hồ. Không chị Ba. Hồ cũng nhìn cũng đẹp luôn cả nhà. Còn xe ô tô mình đậu cách bên kia.
bữa nay tối nay làm lễ ca sĩ, các ca sĩ hát ở đây. Đây cũng mới tới luôn. Còn ca sĩ thì đang vô phòng thay đồ ở trong kia cả nhà. Em đứng ngoài này cho mát thoải mái xíu nữa. Để em coi ca sĩ ra ngoài bạn nào thì em sẽ vô ngồi quay cho cả nhà xem ha. Cái này là người ta lấy đồ ăn ở bên mấy trong với mấy chùa cả nhà. Cái này là dân đến để phát miễn phí luôn. Mọi người đều ăn ở đây. Ăn đồ chay cả nhà. Tối nay thì các ca sĩ thì hát cái sân khấu ở đây. Hồi sáng thì theo như em biết thì hồi sáng thì đi làm lễ bên đây. Đây cũng có. Đây là sân khấu nhỏ thôi. Với bên hồng. Đây là Tiến Nhung Thiên Ngân. Nãy giờ mấy em mới vừa ở trong phòng thay đồ. Bây giờ tất cả quý Phật tử về tham dự chương trình trong buổi 7 giờ rồi. Trong giờ phút này chúng ta tập trung về vị trí ổn định chuẩn hồn để chương trình được bắt đầu đúng vào lúc 19 giờ tối nay. Được được. Chàng mấy bên kia luôn kìa. Đó nguyên cái. Ôi cháu có rồi, có người rồi, cậu đây nè. Cậu đây còn có hai đứa nhỏ, đủ hai đứa ở đâu rồi, cậu thấy chưa? Bây giờ chuẩn bị khách sạn bắt đầu chương trình nha cả nhà. Giờ cũng 7 giờ rồi. Để mấy ghế sao đây là. Đến 7 giờ đi mình muốn. 4 phút nữa 7 giờ. Xin trân trọng kính mời và cảm ơn toàn thể quý vị.